Bảo Hà nhắn ai lên chai bún đi Bảo Hà. Nếm mùi phong nguyện đi đó là cảnh thân là tiên. Rượu cũng mi cô hằng a y sắm sửa nâng lên mời
nào là như thủy đào ca, nào cũng tiêm thuốc mẫu tư cùng trà long tỉnh để lúc thừa nhàn ông yến nở vui ông trà yến ý đổ tam bối tam tuần thì trung dưng lên bè ngọc tỉnh phố bạch mẫu đình thần tam tư của á cô tiên dân mời là mời rước ngông hoàng rơi a sử dụng yến tam tuần chung ở trên phù dung với cỏ cây tuyết nguyệt phong hoa hoàng lấy kỳ thơ tiểu thú vui bay ông cứ say thơ say phù rồi nghe đàn sao hát say nở tan bồng nghe tình rồi lại say ông bảy hoàng người là con vua thượng đế giáng sinh ra hoàng giáng tại sơn lâm chân bảo dung nghi trong ông hoàng
quá là tươi tốt, đẹp chẳng khác nào hoa. Đêm trăng sáng hỏi trần ai chi kỳ, thắp ngọn đèn sáng tỏ hoàng ngẫm mỹ hồn thơ. Nếu còn trời còn nước còn non, còn 12 cô nàng tiến nơi ở trên bảo hàng, mau mau xuống đây tìm thuốc quạt nước pha trà. Giữa công hoàng bày sơi mây ngân tần ngân huy nào năm ai nghỉ ta người phân đi phân xa còn phân kém xa sáng hồ sáng hồ lưu ta xa còn kém xa cái ông bảy mươi phân xa còn kém xa cái ông bảy mươi phân. Mà khoa nghĩ ngã đào đồng gạo ôm mây nào đồng mờ đào dân muôn con nhang các đệ tử khi ngã lối vào lối vào chữ bảo nghe hà sơn nghe sáng hồ sáng hồ lưu pha ô sông trên bảo hà sơn đông hoàng bảy đưa vào ô sơn trên bảo hà sơn đông hoàng bảy mà số ấy a cào nam tăng ông mê tao nam tăng nghĩ ông đây là người có tâm là người giây phúc ni a ông mới đưa vào nhập hội kinh tiên na sáng hồ sáng hồ lừa phạt ô tiên ni hồi kinh tiên ông hòa bảy dấu ma bì dấu trong
hoàng bảy bắc cầu tình mê tha trừ tâm ông hoàng bảy bắc cầu tông sai tập nhị sáng ra đứng hầu ôi cô nàng cả và tiên ma thuốc pha trà tiếng cô mê nàng cả và tiên mỹ thuốc pha trà tàu sơn lâm xin dâng ông hoàng bảy ông cứ gật đầu cô gối ban khen trên đất sơn lâm tốt ni tình nhãn trầm cô nàng tư đốt ni tình nhãn trầm ngọn đèn cô kêu cho sáng tỏ ông bảy cầm có bút nghiên lượt cô nàng nằm dâng đi kẹo bánh nguyên có kẹo dìu cùng với vây thuốc lá ông đỗ cảnh ở tiên nãi sẵn đi một con đi ngựa sắp ông bảy đi ông châm mơ đồng con nàng bảy dâng chiếc đàn thông tuy ngân con nàng bảy dâng chiếc đàn thông suốt ngày cô bảy cứ phụng sự ở trên ní cung đền bão sáng nghĩ điều thẳng cô nàng tám dâng chiếc lược cô tám đang chạy chút ông lại gật đầu khen khéo thay
điệu không ai tây, cô nàng chín hiểu điệu không ai tây. Sáng nay đi qua chợ Yên Bái, mua một đôi giày về hầu ông. Con nàng người dâng nghĩ đóa hoa hồng, cô nàng mười dâng nghi đóa hoa hồng mì. Canh ba qua giờ tí sách tôi đèn lòng cô bước ra. Còn cô thứ 11 vào quán nị nước pha trà. Còn cô thứ 11 vào quạt đi nước pha trà, ấm đi tiên bình ngọc có đôi tay ngà cô xứng nga lên. Cô bé chân đồng đăng vào trái chiếu ngang, cô bé chân lặng sơn vào trái chiếu ngang. Hai tay cô vừa reo vừa múa, chạy ra xem nón đông trên tàu Hà. Khi thanh ni nhàn, ông giờ sách ra xem, thấy có chữ đề đức nghe năng tường túy. Ông hoàng bày cứ say một tí với đời. Khuyên nay đang khuyên nay cứ chọn nề đạo làm người. Ông đang này khuyên này giữ chọn đạo làm người, đến cửa Phật lấy chữ gì đà là hơn cả. Với ông đây quá hữu thuật lại thảo hiền, vừa tu nhân rồi lại tích đức, ông ngồi chép biên cho rõ ràng. Chỉ sau bao lỗi lầm này, ông chấp chi đâu, không nghĩ chấp chi đâu. Sở nguyện phải được mà như ý, ông cho sở cầu đồng tâm. Đừng anh linh nghi cầm cân này mực, ông lấy đi chữ tội chữ phúc mà cân. Hiện nay đừng khoe chọn đào muôn phần, chữ đức kia rồi mà đã mất, ông phải cầm về cân sao cho. Mất chữ tâm mê, thời tội phải mang.
có lưới trời của khắp bốn phương nghe hai nhân nhân hai họ tìm và đường thoát đi tân bần ăn ông đang khuyên mày đừng khinh những kẻ bần hàn chứ đứa kia rồi mà tươi tốt ông cho vẻ vàng sau này ai nghe ông ra nếu nghe ông ra cho nước tiên tay hết bụi trần cao rồi lại ông cho mười phần các ghế thanh cao chú cương thường treo cao giá ngọc chứ công dùng tứ đức huyên nghi năm cung văn con đang vọng nghi bái tu vì thỉnh ông hoàng bày cứ độ chỉ chứng tâm còn đi nọ thu
bóng liều bóng quê đăng đang soi tỏ mặt anh hao dấu khanh tương cũng siêu siêu gần hương nghi bay ngào ngạt
xuân trẻ già. Kêu giọng tựa của trẻ đi pháo nga, thuốc đi lào tiên đi lãng, gần đi xa tiếng đồn. Bát bản hùng binh lệnh ông bày chuyện đi, bát bản hùng binh kiệu dòng tán tía, cả cô đối trên đi đèn đông cũng có kiệu dòng tán tía, đón ông bảy hoàng và trên bảo hà tấu đối việc hoàng.